hai mặt của thực tại. Mọi thứ đều có hai mặt, và bạn phải nhìn thấy cả hai. Rồi khi hạnh phúc đến, bạn không chìm đắm trong đó. Khi đau khổ phát sinh, bạn cũng không chìm đắm. Trong cuộc đời, chúng ta có hai sự chọn lựa: chìm đắm trong thế gian hay vượt lên trên thế gian. Đức Phật là một người đã có thể tự mình vượt lên trên thế gian, và vì thế Ngài đã đạt được sự giải phóng về tâm linh. Cùng thế ấy, có hai loại kiến thức thế gian và kiến thức tâm linh, hay trí huệ chân chính. Nếu chúng ta chưa tu hành và rèn luyện chính mình, bất kể chúng ta có bao nhiêu kiến thức, nó vẫn là kiến thức của thế gian, và do đó không thể giải phóng chúng ta. Hãy nghĩ và nhìn cho kỹ. Đức Phật nói rằng, các pháp của thế gian xoay chuyển thế gian, chạy theo thế gian, tâm bị vướng nơi thế gian, làm ô nhiễm chính nó, dầu lui hay tới, nó chẳng bao giờ thỏa mãn. Người thế gian là những người luôn tìm kiếm một điều gì đó, nhưng không bao giờ thấy đủ. Kiến thức thế gian không khác gì sự ngu dốt, nó không phải là kiến thức với sự hiểu biết rõ ràng. Cho nên nó không có chỗ dừng lại. Nó xoay dần chung quanh như mục đích thế gian. Đó là sự tích góp của cải, mong cầu danh lợi và dục lạc. Nó là một tấm màn ảo tưởng dày đặc mà chúng ta bị cột chặt vào. Một khi chúng ta đạt được một điều gì, sự ganh tị, lo lắng và ích kỷ phát sinh. Và khi chúng ta cảm thấy sợ hãi mà không thể đẩy lùi nó bằng sức người, chúng ta dùng đầu óc của mình để phát minh ra đủ thứ công cụ, ngay cả vũ khí và bom nguyên tử, chỉ để làm nổ tan xác những người khác. Tại sao lại phiền phức đến thế? Đây là con đường của thế gian. Đức Phật nói rằng, nếu một người đi theo con đường này, họ sẽ đi mãi mà không tới khúc cuối. Hãy tu hành để giải thoát. Hẳn nhiên, sống thuận với trí huệ chân chính không phải dễ, nhưng những ai thành tâm cầu đạo sẽ có thể bền tâm và nhẫn nại. Thiểu dục đi túc, ăn ít, ngủ ít, nói ít và sống có tiết độ. Bằng cách này, chúng ta có thể đoạn tuyệt với thế gian. Nếu hạt giống của thế gian chưa bị nhổ tận gốc rễ, chúng ta sẽ vẫn bị phiền toái và rối rắm mãi. Ngay cả khi bạn đã xuất gia, nó vẫn tiếp tục lôi kéo bạn. Nó tạo nên quan điểm của bạn, ý kiến của bạn. Nó tô điểm những ý tưởng của bạn. Nó là như thế đó. Chúng ta không nhận thấy điều này. Họ nói rằng họ sẽ hoàn tất những công việc của thế gian. Họ chỉ hy vọng thôi. Giống như một vị thủ tướng chính phủ mới nhậm chức, nóng lòng muốn bắt đầu công việc quản lý của ông. Ông ta nghĩ rằng ông có tất cả những câu trả lời, nên ông vũ bỏ hết những chính sách cũ, nói rằng, xem đây, tôi sẽ làm tất cả một mình. Đó là tất cả những gì họ làm, mang thứ này vào và đem thứ kia ra, không bao giờ hoàn tất một điều gì cả. Họ không bao giờ thực sự thành tựu một điều gì. Bạn không thể nào làm một điều gì mà có thể làm vừa lòng tất cả mọi người. Người thì thích một ít, người thì thích rất nhiều. Có người thích ngắn, có kẻ thích dài, người thích mặn, kẻ thích cay. Muốn đem mọi người lại với nhau và đồng ý với nhau là một điều bất khả thi. Tất cả chúng ta đều muốn thành tựu một điều gì trong đời mình. Nhưng thế giới với tất cả sự phức tạp của nó khiến cho con người khó có thể thật sự thành tựu một điều gì. Ngay cả Đức Phật sinh ra trong một hoàn cảnh vô cùng thuận lợi và cao quý của một vị thái tử, vẫn không tìm thấy sự thành tựu nào trong đời sống thế gian. Cái bẫy của lục căn. Đức Phật nói về dục vọng và lục trần, sắc thanh hương vị xúc tâm pháp, sự ham muốn hạnh phúc, đau khổ, tốt xấu, vân vân, dẫy đầy khắp nơi. Sắc, có cảnh tượng nào có thể sánh được với cảnh tượng một phụ nữ? Không phải vậy sao? Một người đàn bà đẹp không làm cho bạn muốn nhìn sao? Một người với một thân hình hấp dẫn vừa đi ngang qua, bạn nhìn sững. Còn âm thanh thì sao? Không có âm thanh nào thu hút bạn hơn tiếng nói của người đàn bà.
đã xuyên thấu con tim của bạn. Mùi hương cũng vậy, mùi nước hoa của người đàn bà quyến rũ hơn hết, không có mùi hương nào khác có thể sánh được. Vì ngay cả món ăn ngon ngọt nhất cũng không thể so sánh với vị ngọt ngào của một người đàn bà. Xúc cảm cũng vậy, khi bạn vuốt ve một người đàn bà, bạn choáng váng, say sưa và quay cuồng. Có một pháp sư thần thông quảng đại ở Taxila, tại nước Ấn Độ thuở xưa. Ông dạy cho một trong các môn đệ tất cả phép thuật và bùa chú của mình. Khi người đệ tử đó đã thông thạo, anh ra đi với một chỉ thị cuối cùng từ vị thầy của mình: ta dạy cho con tất cả những gì ta biết về thần chú và phép thuật. Những loài vật có nanh vuốt, những loài có sừng và ngay cả những con thú to lớn, con cũng không cần phải sợ. Con sẽ được bảo vệ từ những thứ này. Ta có thể bảo đảm điều đó. Tuy nhiên, chỉ có một điều ta không thể che chở cho con. Đó là sự quyến rũ của một người đàn bà. Không có thần chú nào có thể bảo vệ con khỏi điều này. Con phải tự chăm sóc cho mình. Đàn bà gây phiền phức cho đàn ông, đàn ông gây phiền phức cho đàn bà. Nó là vậy. Nếu đàn ông sống với nhau thì không có vấn đề. Nếu phụ nữ sống với nhau cũng không có vấn đề. Khi một người đàn ông nhìn thấy một người đàn bà, trái tim của anh ta đập loạn xạ. Cái gì vậy? Lực gì vậy? Nó lôi kéo và hút bạn vào. Không ai nhận ra cái giá mà họ phải trả. Những đối tượng của tâm nảy sinh từ lòng ham muốn, ham muốn của cải, ham muốn giàu có, hay tham đắm mãi một điều gì đó. Loại ham muốn này không thâm trầm và mãnh liệt lắm, nhưng cũng đủ để khiến cho bạn say sưa, ngây ngất. Tình dục thì khác. Khi nó trỗi dậy, bạn mất thăng bằng và không còn làm chủ được chính mình. Bạn quên luôn cả những người đã nuôi nấng bạn, cha mẹ của bạn. Đức Phật dạy rằng, lục trần, đối tượng của lục căn, là những cạm bẫy của ma dương. Ma dương nên được hiểu như là một điều gì đó có hại cho chúng ta. Cạm bẫy đó trói buộc chúng ta, nó là cái bẫy của thợ săn, và thợ săn là ma dương. Khi thú rừng rơi vào cái bẫy của thợ săn, tình trạng của chúng rất đáng buồn. Chúng bị giữ chặt lại và phải đợi người thợ săn tới để giết chúng. Bạn có thấy cái bẫy chim bao giờ chưa? Cái bẫy bật mạnh lên và bóp thọp ngay cổ. Một cái lò xo tốt giữ chặt con chim lại. Nó bay tới bay lui nhưng không thể thoát khỏi nơi đó. Khi người thợ săn tới thế là xong, hết đường chọn lựa. Cạm bẫy của lục trần cũng vậy. Chúng nắm giữ chúng ta và trói chặt chúng ta lại. Nếu bạn dính mắc vào lục căn, bạn cũng giống như con cá bị mắc câu. Khi người thuyền chài tới, bạn có dùng dãy cỡ nào cũng không thể thoát khỏi được. Thật ra bạn không bị bắt như kiểu con cá, mà giống kiểu con ếch hơn. Con ếch nuốt chửng cái lưỡi câu xuống sâu dưới bụng của nó. Con cá chỉ mắc câu nơi miệng. Bất cứ ai bám víu vào lục căn thì cũng như vậy. Họ giống như một người say rượu mà gan đang bị hư hoại dần. Họ không biết khi nào họ uống đủ. Họ cứ uống, uống mãi một cách bừa bãi. Và rồi họ mang bệnh và chịu đau đớn. Một người đàn ông đang đi trên đường và rất khát nước. Ông ngừng lại và hỏi xin một ly nước. Người cho nước nói: anh có thể uống nước này nếu muốn. Nước có mùi vị ngọt ngào, nhưng nếu uống nó vào, anh sẽ bị bệnh. Tôi phải nói cho anh biết trước, nó sẽ khiến anh bệnh nặng đến độ có thể chết được. Người đàn ông đó không nghe lời, ông ta khát nước quá rồi. Đây cũng giống như trường hợp một người thèm khát thú vui của lục căn. Đức Phật dạy rằng, chúng là chất độc. Sắc, thanh, hương, vị, xúc, tâm pháp là chất độc. Chúng là những cạm bẫy tai hại. Nhưng người đàn ông này không nghe. Tôi muốn uống nước, bất kể hậu quả là gì, cứ để tôi uống cái đã. Ông chế một chút nước và nuốt xuống. Thấy nó thơm ngon, ông uống thêm nữa, uống cho đến đã thèm mới thôi. Và rồi ông bị bệnh nặng gần chết. Ông đã không nghe lời khuyên răn và bị áp đảo bởi lòng ham muốn mãnh liệt. Đó là tình trạng của một người tham đắm dục lạc. Ông ta say sưa với sắc, thanh, hương, vị, xúc, tâm pháp. Chúng thơm ngon vô cùng. Con đường thế gian và sự giải thoát. Có người chết vì những dục vọng của họ. Có người thì gần ngất ngư. Bị mắc kẹt vào con đường thế gian là như thế đó. Trí huệ thế gian chạy theo các giác quan và những đối tượng của nó.
dầu trí huệ đó có tinh xảo bao nhiêu, nó chỉ tinh xảo ở mức độ thế gian. Bất kể những đối tượng của lục căn có hấp dẫn bao nhiêu, nó cũng chỉ hấp dẫn đối với quan điểm của thế gian. Nó không phải là niềm phúc lạc của sự giải thoát. Nó không giải phóng bạn khỏi thế gian. Chúng ta phải tu hành hầu có thể nhận biết trí huệ thật để tự mình buông bỏ mọi ràng buộc. Tu hành để thoát khỏi sự ràng buộc, quán xét thân thể, quán xét mọi thứ chung quanh bạn, cho đến khi bạn trở nên mệt mỏi và chán ngán tất cả những thứ đó. Và rồi bạn sẽ thản nhiên trước mọi việc. Tuy nhiên, sự thản nhiên không dễ dàng phát sinh. Chừng nào bạn còn chưa nhận biết rõ ràng, chúng ta đến đây xin xuất gia. Chúng ta học hỏi, đọc kinh, tu tập, hành thiện. Chúng ta quyết tâm làm cho tâm mình kiên định. Nhưng điều này không dễ. Chúng ta quyết tâm thực hành một hành nào đó. Chẳng hạn, chúng ta nói rằng chúng ta sẽ tu tập theo cách này cách nọ. Nhưng chỉ một hai ngày, có lẽ chỉ vài ba giờ đồng hồ thôi, thì chúng ta quên hết. Rồi khi nhớ lại, chúng ta lại quyết tâm trở lại. Lần này tôi sẽ làm đúng. Không bao lâu, chúng ta lại bị một trong các giác quan của mình lôi kéo, và lòng dũng mãnh của chúng ta lại tan theo mây khói. Và rồi chúng ta lại bắt đầu từ đầu, và cứ như thế mãi. Giống như một con đê xây dựng, quyết tâm tu hành của chúng ta yếu ớt, chúng ta vẫn không nhìn thấy và theo đuổi con đường tu hành chân chánh. Và nó cứ như thế mãi, cho đến khi chúng ta nhận ra trí huệ thật. Một khi nhận thấy chân lý, chúng ta mới được giải phóng hoàn toàn. Điều duy nhất còn lại là sự bình an. Tâm chúng ta không bình an bởi vì những thói quen cũ của chúng ta. Chúng ta thừa hưởng những thứ này từ những hành động trong quá khứ. Và rồi chúng đi theo chúng ta khắp nơi và quấy rầy chúng ta. Chúng ta tranh đấu và tìm đường lẩn tránh vì chúng ta bị chúng trói buộc và lôi kéo chúng ta theo chúng. Những thói quen này không quên đường cũ. Chúng bám vào những thứ quen thuộc để sử dụng, để say mê và để hưởng thụ. Đó là cách mà chúng ta sống. Bất kể bạn cố gắng bao nhiêu để giải phóng chính mình, bạn sẽ không thể xả bỏ cho đến khi bạn nhìn thấy giá trị của sự tự do và nỗi khổ của cảnh nô lệ. Thường thì bạn tu hành một cách mù quáng, nhẫn nại, trì giới, chỉ làm theo hình thức. Bạn không thật sự tu hành để được tự do hay giải thoát. Bạn phải nhìn thấy giá trị của sự xả bỏ những ham muốn của mình trước khi bạn có thể thật sự tu hành. Chỉ khi đó mới có sự tu hành chân chánh. Mọi thứ mà bạn làm phải được làm với sự tỉnh giác. Khi bạn nhìn thấy rõ ràng thì sự nhẫn nại hay ép buộc không còn cần thiết. Bạn còn thấy khó khăn và còn thấy nặng nề bởi vì bạn chưa nhận ra điểm này. Sự bình an phát sinh khi bạn làm việc với toàn thể thân và tâm của bạn. Bất cứ thứ gì chưa hoàn tất khiến bạn cảm thấy không thỏa mãn, những thứ này cột trói bạn với cảm giác lo âu bất cứ bạn đi đến đâu. Bạn muốn hoàn tất mọi thứ, nhưng hoàn tất mọi việc là điều không thể thực hiện được. Chẳng hạn như trường hợp của những thương gia thường đến đây để gặp tôi. Khi nào tôi thanh toán hết nợ nần và sắp xếp nhà cửa xong, họ nói tôi sẽ đến đây xuất gia. Họ nói như thế đó, nhưng họ có bao giờ sắp xếp hết mọi việc không? Khi nào mới hết? Họ vay tiền để trả món nợ này, rồi họ trả món tiền kia và bắt đầu lại nữa. Một thương gia nghĩ rằng khi trả hết nợ nần, ông sẽ hạnh phúc, nhưng biết bao giờ mới trả hết mọi thứ. Con đường của thế gian lừa gạt chúng ta như thế đó. Chúng ta cứ đi quanh quẩn mãi, không bao giờ nhận ra vấn đề của mình. Tu hành liên tục. Trong sự tu hành của chúng ta ở đây, chúng ta chỉ nhìn thẳng vào tâm. Mỗi khi thấy mình bắt đầu giải đãi, chúng ta quyết tâm mạnh mẽ hơn. Nhưng rồi sau một hồi, chúng ta lại thả lỏng. Chúng ta bị tâm lôi kéo lung tung bằng cách đó. Nhưng những người có chánh niệm giữ chặt tâm lại và không ngừng củng cố chính họ, kéo họ trở lại, huấn luyện, tu tập và phát triển. Người không có chánh niệm làm hỏng tất cả. Họ cứ đi lạc hướng mãi. Họ không vững vàng và kiên định trong sự tu hành. Cho nên những dục lạc của thế gian liên tục lôi kéo họ. Có thứ kéo ở chỗ này, có thứ kéo ở chỗ kia. Họ cứ chạy theo những sự tưởng tượng và ham muốn của họ, không bao giờ đoạn tuyệt được với cái dòng lẩn quẩn này. Được xuất gia không phải dễ. Bạn phải có quyết tâm dũng mãnh. Bạn nên tin tưởng vào sự tu hành, tin tưởng đủ để tiếp tục tu hành
cho đến khi bạn chán ngấy những cái thích và không thích của bạn, và rồi nhìn thấy sự việc đúng với chân lý. Thường thường, bạn chỉ không hài lòng với những cái bạn không thích. Nếu bạn thích một thứ gì, bạn không muốn buông bỏ nó. Bạn phải trở nên chán ngấy với những cái không thích và những cái thích của bạn, với sự đau khổ và sung sướng của bạn. Cốt tủy của Phật Pháp là đây. Giáo Pháp của Đức Phật thâm sâu và tinh tế, không dễ hiểu đâu. Nếu trí huệ chân chánh chưa phát sinh, bạn không thể nhận ra nó. Khi bạn hạnh phúc, bạn nghĩ rằng đời chỉ có hạnh phúc mà thôi. Khi bạn đau khổ, bạn cho rằng đời sống toàn là đau khổ. Bạn không nhận ra rằng hễ có lớn thì có nhỏ, hễ có nhỏ thì có lớn. Bạn không nhận ra điều này, bạn chỉ nhìn thấy một mặt. Mọi thứ đều có hai mặt, và bạn phải nhìn thấy cả hai. Rồi khi hạnh phúc đến, bạn không chìm đắm trong đó. Khi đau khổ phát sinh, bạn cũng không chìm đắm. Khi hạnh phúc đến, bạn không quên sự khổ, bởi vì bạn biết rằng chúng phụ thuộc vào nhau. Cùng thế ấy, thức ăn có lợi cho tất cả muôn loài để nuôi dưỡng thân thể, nhưng thức ăn cũng có thể có hại. Chẳng hạn, nó có thể gây ra nhiều chứng đau dạ dày khác nhau. Khi bạn nhìn thấy lợi điểm của một thứ gì, bạn phải đồng thời nhận biết yếu điểm của nó, và ngược lại. Khi bạn cảm thấy thù hận và ganh ghét, bạn nên thiền quán về tình thương và sự cảm thông. Bằng cách này, bạn trở nên quân bình hơn, và tâm của bạn trở nên an định hơn. Lá cờ rỗng không. Tôi có đọc một cuốn sách Zen. Trong Zen, người ta ít khi giải thích khi dạy dỗ học trò. Chẳng hạn, nếu một vị tăng ngủ gục trong khi thiền, họ đến gần, dùng một cái gậy quất vào lưng anh ta. Khi người thiền sinh buồn ngủ vì đánh, anh ta bày tỏ lòng biết ơn của mình bằng cách cảm ơn người đó. Thiền sinh Zen được dạy phải biết ơn đối với mọi cảm giác, cho anh ta cơ hội để phát triển. Một hôm, chư tăng tập trung trong một buổi họp. Bên ngoài phòng họp có một lá cờ đang bay phất phơ trong gió. Một cuộc tranh luận nảy sinh giữa hai vị tăng về cái lý do mà lá cờ bay. Một người cho rằng lá cờ bay vì gió, người kia cãi lại nói rằng lá cờ tự nó bay. Rồi họ cãi nhau mãi, và có lẽ sẽ cãi nhau đến chết nếu vị thầy không can thiệp. Cả hai người không ai đúng cả. Vị thầy nói, không có lá cờ mà cũng không có gió. Đây là sự tu hành, không có bất cứ thứ gì cả, không có lá cờ và không có gió. Nếu có lá cờ thì có gió, nếu có gió thì có lá cờ. Bạn nên suy ngẫm và thiền quán về điều này cho thật thấu đáo, cho đến khi bạn nhìn thấy đúng với chân lý. Nếu bạn suy ngẫm kỹ thì không có gì còn lại cả, tất cả đều trống không, không có lá cờ và không có gió. Trong cái không to lớn, không có lá cờ và không có gió, không có sự sinh, không có sự già nua, không có bệnh hoạn hay sự chết. Sự hiểu biết thường tình của chúng ta về lá cờ và ngọn gió chỉ là một quan niệm. Trong thực tế, không có gì ở đó cả, chỉ vậy thôi. Nếu chúng ta tu hành theo cách này, chúng ta sẽ nhận ra tính toàn thể và tất cả mọi vấn đề của chúng ta sẽ chấm dứt. Trong cái không to lớn, tử thần sẽ không bao giờ tìm thấy bạn. Không có gì để sự già nua, bệnh hoạn và sự chết đi theo. Khi chúng ta nhìn thấy và hiểu biết đúng với chân lý, nghĩa là có chánh kiến, thì chỉ có cái không to lớn này mà thôi. Ở đây không còn có chúng ta, không có họ, không còn tự ngã nữa. Khu rừng của lục căn. Thế giới với những con đường bất tận của nó cứ đi mãi không ngừng. Nếu chúng ta cố hiểu tất cả, nó chỉ khiến cho chúng ta hoang mang và rối loạn mà thôi. Nhưng nếu chúng ta quán chiếu thế giới thật rõ ràng, trí huệ chân chánh sẽ phát sinh. Đức Phật là người đã thấu hiểu những con đường của thế gian. Ngài có thể ảnh hưởng và dẫn dắt, bởi Ngài có trí huệ rộng lớn về thế gian. Bằng cách quán chuyển trí huệ thế gian của Ngài, Ngài thấu suốt và đạt được trí huệ vượt thế gian, khiến Ngài trở thành một chúng sinh rất cao đẳng. Cho nên, nếu chúng ta tu tập giáo lý này, quán chiếu nó, chúng ta sẽ đạt đến một đẳng cấp tâm thức hoàn toàn mới. Khi chúng ta nhìn một vật gì, không thấy có vật đó. Khi chúng ta nghe một âm thanh, không thấy có âm thanh. Khi ngửi, chúng ta có thể nói rằng không có mùi. Tất cả lục căn đều hiện hành, nhưng chúng đều tạm bợ. Chúng chỉ là những cảm giác sinh rồi diệt mà thôi. Nếu chúng ta hiểu như thế, thì lục căn không còn có thực chất.
Chúng chỉ là những cảm giác đến rồi đi. Sự thật thì không có thứ gì cả. Nếu không có một thứ gì cả thì không có chúng ta và họ. Nếu không có chúng ta thì không có thứ gì thuộc về chúng ta. Chỉ bằng cách này sự khổ mới bị dập tắt. Không có ai để chịu khổ nên ai là người đau khổ? Khi đau khổ phát sinh, chúng ta dính mắc vào sự đau khổ và vì thế phải chịu đau khổ. Cũng vậy, khi hạnh phúc đến, chúng ta dính mắc vào sự hạnh phúc rồi cảm thấy khoái lạc. Sự dính mắc vào những cảm xúc này tạo ra cái quan niệm về tự ngã hay bản ngã, và những tư tưởng như chúng ta và họ tiếp tục hiện hành. Đây là nơi mọi thứ sinh khởi, và rồi nó mang chúng ta đi quanh mãi trong cái dòng bất tận của nó. Cho nên chúng ta hành thiền và sống hợp với chánh pháp, chúng ta rời bỏ gia đình để đến sống trong rừng và để được bình an. Chúng ta trốn chạy không phải vì sợ hay để thoát ly thế gian, nhưng để có thể phấn đấu với chính mình. Tuy nhiên, người ta đến sống trong rừng rồi gắn bó với đời sống nơi đó, giống như những người thành thị gắn bó với đời sống thành thị. Họ lạc hướng trong rừng và họ lạc hướng nơi thành thị. Đức Phật ca tụng đời sống trong rừng bởi vì sự tĩnh mịch tinh thần và thể xác có lợi cho sự tu hành. Tuy nhiên, Ngài không muốn chúng ta gắn bó vào đời sống trong rừng hay bị dính mắc vào sự yên tĩnh và bình an nơi đó. Chúng ta tu hành là để trí huệ phát sinh. Nơi đây, trong rừng, chúng ta có thể trưởng dưỡng hạt giống trí huệ. Nếu cuộc sống rối rắm và hỗn loạn, những hạt giống này khó có thể lớn mạnh. Nhưng một khi chúng ta đã quen sống trong rừng, chúng ta có thể trở ra ngoài để phấn đấu với đời sống thành thị cùng với những kích thích giác quan mà nó mang đến. Tập sống trong rừng là cho phép trí huệ phát triển, và rồi chúng ta có thể áp dụng trí huệ này ở bất cứ nơi nào chúng ta đi đến. Khi lục căn bị kích thích, chúng trở nên kích động và trở thành những địch thủ của chúng ta. Chúng chống lại chúng ta bởi vì chúng ta vẫn chưa có trí huệ để đối phó với chúng. Trong thực tế, chúng là những vị thầy của chúng ta, nhưng vì vô minh nên chúng ta không nhận ra điều đó. Khi sống nơi thành thị, chúng ta không bao giờ nghĩ rằng lục căn có thể dạy dỗ chúng ta điều gì. Chừng nào trí huệ chân chánh chưa hiện hành, chúng ta tiếp tục nhìn thấy lục căn và lục trần là những kẻ thù. Một khi trí huệ thật phát sinh, chúng không còn là kẻ thù của chúng ta nữa, mà là cánh cửa dẫn đến sự chứng ngộ. Hãy nhìn mấy con gà rừng ở đây. Ai cũng biết chúng sợ con người đến chừng nào, nhưng tôi đã có thể dạy dỗ chúng và học hỏi từ chúng. Tôi bắt đầu bằng cách ném gạo cho chúng ăn. Mới đầu chúng rất sợ và không dám đến gần. Sau một thời gian, chúng quen dần và bắt đầu trông đợi thức ăn. Thấy không? Có một điều gì đó để học ở đây. Mới đầu chúng tưởng rằng gạo là nguy hiểm, là kẻ thù. Trên thực tế, gạo không nguy hại gì cả. Nhưng chúng không biết rằng gạo là thức ăn nên sợ hãi. Khi chúng tự mình nhận biết rằng không có gì để sợ, chúng mới đến gần để ăn. Gà học một cách tự nhiên như thế. Sống nơi đây trong rừng, chúng ta cũng học bằng cách đó. Lúc đầu chúng ta cho rằng lục căn là một vấn đề, và bởi vì chúng ta không sử dụng chúng đúng cách, chúng gây rất nhiều phiền phức cho chúng ta. Qua kinh nghiệm tu hành, chúng ta tập nhìn chúng phù hợp với chân lý. Chúng ta tập sử dụng chúng như mấy con gà quan sát gạo, rồi chúng không còn chống lại chúng ta và vấn đề biến mất. Chừng nào chúng ta suy nghĩ, khảo sát và hiểu biết sai lạc, những thứ này sẽ chống lại chúng ta. Nhưng chừng nào chúng ta bắt đầu khảo sát đúng cách, kinh nghiệm sẽ mang đến cho chúng ta trí huệ và sự hiểu biết rõ ràng. Mấy con gà đã nhận biết được rằng gạo là thức ăn, và trong một ý nghĩ nào đó, chúng ta có thể nói rằng chúng tu tập thiền minh sát, chúng nhận biết đúng với sự thật, chúng đã chứng ngộ. Trong sự tu hành, lục căn của chúng ta là những công cụ mà nếu được sử dụng đúng đắn, có thể giúp chúng ta chứng đắc. Đây là một thứ mà tất cả thiền sinh nên quán chiếu. Khi chúng ta không nhận ra điều này, chúng ta vẫn còn xung đột mãi. Cho nên, khi sống trong sự tĩnh mịch của rừng núi, chúng ta tiếp tục dung bồi những cảm giác tinh tế và chuẩn bị cho hành trình phát triển trí huệ. Nhưng nếu bạn đạt được đôi chút bình an từ đời sống nơi đây, đừng nghĩ rằng thế là đủ, đừng chấp nhận bấy nhiêu thôi. Hãy nhớ rằng chúng ta đến đây là để phát triển hạt giống trí huệ. Khi trí huệ phát triển và chúng ta bắt đầu hiểu biết đúng với chân lý, chúng ta sẽ không còn bị lôi kéo lên xuống nữa.
Thường thường khi vui vẻ, chúng ta cư xử một cách. Khi bực bội, chúng ta cư xử một cách khác. Khi chúng ta thích một điều gì đó, thì chúng ta phấn khởi. Khi không thích một điều gì đó, chúng ta chán nản. Như thế này, chúng ta vẫn còn xung đột với những kẻ thù. Khi những điều này không còn chống lại chúng ta, chúng trở nên ổn định và quân bình. Sự thăng trầm hay vui buồn không tồn tại nữa. Chúng ta hiểu rõ những việc này, biết rằng nó chỉ là vậy mà thôi. Chúng chỉ là thế gian pháp. Các pháp thế gian thay đổi để trở thành đạo pháp. Pháp thế gian có 8 lối, đạo pháp cũng có 8 lối. Nơi nào có pháp thế gian, nơi đó đạo pháp cũng tồn tại. Khi chúng ta sống với sự sáng suốt, tất cả những kinh nghiệm thế gian của chúng ta trở thành sự tu hành bát chánh đạo. Không có sự sáng suốt, các pháp thế gian lấn át và chúng ta rời xa đạo. Khi chánh kiến phát sinh, sự thoát khổ nằm ngay đây trước mắt chúng ta. Bạn sẽ không tìm thấy sự giải thoát bằng cách chạy lòng vòng tìm kiếm ở những nơi khác. Cho nên đừng hấp tấp và cố thúc đẩy hay cưỡng ép sự tu hành của bạn. Hành thiền nhẹ nhàng và kiên trì từng bước một. Nếu bạn cảm thấy bình an, chấp nhận nó. Nếu bạn không thấy bình an, chấp nhận điều đó luôn. Đó là bản chất của đầu óc. Chúng ta phải tìm con đường tu hành của riêng mình và theo đuổi nó đến cùng. Có thể trí huệ không phát sinh. Tôi thường nghĩ nếu tôi không có trí huệ, tôi có thể ép buộc mình có nó. Nhưng điều đó chẳng lợi ích gì, không thay đổi một thứ gì cả. Rồi sau khi suy gẫm một thời gian, tôi nhận ra rằng chúng ta không thể quán chiếu những thứ chúng ta không có. Thế nên điều tốt nhất để làm là gì? Cứ tu hành một cách thư thái. Nếu không có gì khi chúng ta lo lắng, thì không có gì để sửa chữa. Nếu không có vấn đề, chúng ta không cần phải cố gắng giải quyết nó. Khi có vấn đề, đó là khi bạn phải giải quyết nó ngay tại đó. Không cần phải đi quanh tìm kiếm một điều gì đặc biệt, cứ việc sống bình thường. Nhưng nhận biết tâm bạn ở đâu. Sống một cách tỉnh thức và hiểu biết rõ ràng. Hãy để trí huệ dẫn dắt bạn, đừng buông thả theo cảm xúc. Hãy tỉnh giác. Nếu không có gì thì tốt. Khi có điều gì phát sinh, hãy xem xét và quán chiếu nó. Đến tỉnh giác. Thử quan sát một con nhện. Một con nhện giăng lưới ở nơi thuận tiện và rồi ngồi chiếm trệ giữa cái lưới của nó, yên lặng. Không bao lâu sau, một con ruồi bay ngang qua và sa vào lưới. Con ruồi vừa chạm vào và đồng đầy cái lưới, bóp. Con nhện nhảy lên và cuốn con ruồi vào trong những sợi chỉ tơ. Nó kích con ruồi ở một chỗ khác, rồi quay trở lại để ngồi điềm tĩnh tại trung tâm của cái mạng nhện. Quan sát một con nhện như thế có thể phát sinh trí huệ. Lục căn của chúng ta có tâm nằm ở giữa và chung quanh là mắt, tai, mũi, lưỡi và thân thể. Khi một trong lục căn của chúng ta bị kích động, chẳng hạn một hình dáng đập vào mắt, nó rung chuyển và động tới tâm. Tâm là cái biết, cái nhận biết hình sắc. Chỉ bấy nhiêu đã đủ để trí huệ phát sinh. Giản dị như thế thôi. Giống như con nhện trong lưới, chúng ta nên sống yên lặng và ít giao tiếp. Khi côn trùng vừa chạm vào lưới, nhện nhanh chóng chụp lấy nó, cột nó lại, và rồi quay trở lại trung tâm của mạng lưới. Điều này không khác gì tâm của chúng ta. Đến trung tâm có nghĩa là sống tỉnh thức với sự hiểu biết rõ ràng, luôn cảnh giác và làm mọi việc một cách chính xác. Đây là trung tâm của chúng ta. Chúng ta đâu có gì nhiều để làm, chúng ta chỉ việc sống thận trọng theo cách này. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta sống buông thả, rồi suy nghĩ cần gì phải ngồi thiền và đi kinh hành, và rồi quên hết sự tu hành của chúng ta. Chúng ta không thể buông thả, chúng ta phải luôn tỉnh giác, giống như con nhện ngồi chờ để chụp lấy mấy con côn trùng làm thức ăn. Đây là tất cả những gì chúng ta cần biết, ngồi và quán tưởng về con nhện đó. Chỉ bấy nhiêu thôi, rồi trí huệ sẽ tự phát sinh. Chỉ bấy nhiêu thôi, và sự tu hành của chúng ta kể như là đầy đủ. Điểm này rất quan trọng, chúng ta không cần phải ngồi thiền và đi kinh hành suốt ngày đêm. Nếu chúng ta cho rằng như thế mới là tu hành, chúng ta thật sự đã khiến cho nó quá khó khăn cho chúng ta. Chúng ta chỉ nên làm những gì chúng ta có thể làm, phù hợp với sức khỏe và năng lực của mình, sử dụng những khả năng vật chất một cách vừa phải. Chúng ta phải biết rằng tâm và các giác quan rõ ràng.
nhận biết chúng đến và đi như thế nào, sinh và diệt như thế nào, hiểu cho thấu đáo. Chúng ta cũng có thể nói rằng, giống như con nhện trói chặt những con côn trùng khác nhau, tâm trói buộc các giác quan với sự vô thường, khổ và vô ngã, chúng có thể đi đâu được? Chúng ta giữ chúng làm thức ăn. Những thứ này được cất giữ làm thức ăn cho chúng ta, thế là đủ, không cần phải làm gì hơn, chỉ bấy nhiêu thôi. Đây là thực phẩm cho tâm của chúng ta, thực phẩm cho kẻ có sự tỉnh thức và hiểu biết. Nếu bạn biết rằng những thứ này là vô thường, rằng chúng đi liền với sự khổ và rằng chúng không phải là bạn, bạn có là điên rồ mới chạy theo chúng. Nếu bạn không nhận thấy điều này rõ ràng, bạn sẽ đau khổ. Khi bạn nhìn kỹ và nhận thấy chúng thật sự là vô thường, dầu rằng chúng có vẻ hấp dẫn, chúng thật sự không đáng cho bạn theo đuổi. Tại sao bạn muốn chúng khi bản chất của chúng là đau khổ? Chúng không phải là chúng ta, chúng không có tự ngã, chúng không có gì trong đó thuộc về chúng ta. Vậy thì tại sao bạn đuổi theo chúng? Tất cả mọi vấn đề chấm dứt tại đây. Còn nơi nào khác để bạn dứt điểm với chúng không? Hãy nhìn con nhện cho kỹ và nhìn lại chính mình. Bạn sẽ thấy nó giống nhau. Khi bạn đã nhìn thấy sự vô thường, khổ và vô ngã, tâm xả bỏ và giải phóng chính mình, nó không còn dính mắc vào sự đau khổ hay hạnh phúc. Đây là thức ăn cho tâm của người thật sự tu hành và rèn luyện. Chỉ giản dị như vậy thôi. Bạn không cần phải tìm kiếm một nơi nào khác. Bất kể bạn đang làm gì, bạn ở đó, không cần phải ôm sờm và rầy rà quá để làm gì. Bằng cách này, cường độ và năng lực tu hành của bạn sẽ tiếp tục tăng trưởng. Thoát ly sinh tử. Cường độ của sự tu hành dẫn đến sự giải thoát sinh tử. Chúng ta chưa thoát khỏi đó bởi vì chúng ta vẫn còn tham muốn. Chúng ta không làm những việc ác hay trái đạo đức, nhưng tất cả những điều đó chỉ có nghĩa là chúng ta sống phù hợp với giới luật. Chẳng hạn, có một bài kinh tụng mà trong đó người ta cầu nguyện để tất cả chúng sinh không bị xa lìa những điều họ ưa thích. Nếu bạn suy ngẫm một chút, sẽ thấy điều này thật trẻ con. Đó là đường lối của những người vẫn chưa thể xả bỏ. Con người là như thế, họ cứ muốn sự việc khác với bản chất của nó, muốn sống lâu, muốn không bệnh hoạn, họ kỳ vọng như thế. Cho nên khi bạn nói với họ rằng những ham muốn không được thỏa mãn của họ đã khiến cho họ đau khổ, họ sẽ giật mình sửng sốt. Nhưng họ phải nói gì đây? Không nói được gì cả, bởi vì đó là sự thật. Bạn đang chỉ vào những ham muốn của họ. Ai cũng có những ham muốn và đều muốn được thỏa mãn, không ai chịu ngừng lại, không ai thật sự muốn thoát ly. Cho nên sự tu hành của chúng ta phải được tinh luyện một cách nhẫn nại. Những ai tu hành tinh cần, không chểnh mảng hay trệch hướng, có phong cách kiềm thúc và nhẹ nhàng, luôn kiên định và đều đặn, đó là những người sẽ biết bất kể điều gì phát sinh, họ vẫn bình an và không lay động. Phần 2: Thiền định. Chương 11: Món quà chánh pháp này sẽ chỉ cho bạn con đường dẫn tới sự bình an nội tâm. Thân của bạn có thể rối rắm nhưng tâm sẽ không. Người thế gian có thể rối rắm nhưng bạn sẽ không, bởi vì tâm đã nhìn thấy. Đôi lúc cha mẹ của Chư Tăng ở Wat Pa Pong đến viếng thăm con trai của họ. Tôi ân hận là mình không có quà cho những vị khách này. Về vật chất, ở phương Tây người ta đã có quá nhiều, nhưng chánh pháp thì rất ít. Tôi đã từng đến đó và tận mắt nhìn thấy rằng họ không có đủ chánh pháp để mang đến sự bình an và tĩnh lặng. Họ chỉ có những thứ khiến cho đầu óc rối rắm và phiền toái. Phương Tây đã sẵn phong phú về vật chất và có rất nhiều thứ có thể khiến cho bạn khoan khoái. Tuy nhiên, người ta không hiểu pháp nên họ cảm thấy nó rất phức tạp. Vì thế hôm nay tôi tặng cho các bạn một ít pháp để mang về, như là một món quà từ Wat Pa Pong và Wat Pa Nanachat.
Chánh pháp là gì? Chánh pháp là thứ có thể cắt xuyên qua những vấn đề và chướng ngại của chúng ta, giảm thiểu chúng dần cho đến khi không còn gì nữa. Đó gọi là chánh pháp, và đó là điều nên được khảo sát trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, để rồi khi những ý tưởng phát sinh trong tâm, chúng ta có thể đối phó với chúng. Chúng ta ai cũng có vấn đề, dù là sống tại Thái Lan hay tại những quốc gia khác. Nếu chúng ta không biết làm sao để giải quyết chúng, chúng ta sẽ luôn gặp chuyện đau khổ và căng thẳng. Chỉ có trí huệ mới giải quyết được vấn đề, và để có trí huệ, chúng ta phải phát triển và huấn luyện tâm. Tu hành không phải là một chuyện gì xa vời, nó nằm ngay tại đây, trong thân và tâm của chúng ta. Người Tây Phương hay người Thái Lan đều như nhau, cả hai đều có thân và tâm. Một thân thể và tâm trí rối ren có nghĩa là một người rối ren. Một thân thể và tâm trí bình an là một người bình an. Thật ra, tâm giống như nước mưa, trong sạch và thuần khiết. Nhưng nếu chúng ta rót vào đó vài giọt màu xanh, nó sẽ trở thành xanh. Nếu chúng ta rót vào đó nước màu vàng, nó trở thành vàng. Tâm cũng vậy. Khi một cảm thọ thoải mái rót vào tâm, tâm thấy thoải mái. Khi một cảm thọ khó chịu đến, tâm thấy khó chịu. Nó bị nhuốm màu, giống như nước vậy. Khi nước trong tiếp xúc với màu vàng, nó đổi thành màu vàng. Khi nó tiếp xúc với màu xanh, nó biến thành xanh. Nó luôn thay đổi màu sắc. Thật ra, nước xanh hay nước vàng đó vốn dĩ trong sạch. Đây cũng là bản chất tự nhiên của tâm, trong sáng và thuần khiết. Nó trở nên rối rắm chỉ vì nó đuổi theo các cảm thọ, nó lạc lối trong những cảm thọ khác nhau của nó. Để tôi giải thích rõ hơn, thử tưởng tượng bạn đang ngồi trong một khu rừng yên tĩnh. Nếu không có gió, cây lá lặng yên. Khi gió thổi, chúng lay động. Tâm cũng tương tự như chiếc lá. Khi nó tiếp xúc một cảm thọ, nó cũng run rẩy và lay động tùy vào bản chất của cảm thọ đó. Và chúng ta càng ít hiểu biết về chánh pháp, tâm càng thích chạy theo các cảm thọ của nó. Khi vui, nó chìm đắm trong niềm vui. Khi đau khổ, nó chìm đắm trong sự đau khổ. Cứ rối rắm như thế mãi. Cuối cùng thì người ta bị thần kinh. Tại sao? Bởi vì họ không biết, họ chỉ chạy theo những cảm thọ của mình và không biết làm sao để chăm sóc cho tâm của mình. Khi tâm không được chăm sóc, nó giống như một đứa trẻ không cha không mẹ, một đứa trẻ mồ côi không có nơi nương tựa, và vì thế nó cảm thấy rất bất an. Cùng thế ấy, nếu tâm không được chăm sóc, không được điều phục với chánh kiến, sự việc có thể trở nên rất phiền toái. Phương pháp điều phục tâm mà tôi sắp nói đây là cách làm cho tâm bình an và tĩnh lặng. Bạn dùng nó để điều phục tâm và để quán chiếu thân thể sau khi tâm đã thuần hóa. Con người bao gồm hai phần, thân và tâm. Chỉ có hai phần này thôi. Thân thể là cái có thể được nhìn thấy với mắt trần. Tâm thì không có khí cảnh vật chất. Tâm chỉ có thể được nhìn thấy với con mắt huệ hay con mắt bên trong. Hai thứ này, thân và tâm, luôn ở trong trạng thái rối ren, hỗn loạn. Tâm là gì? Tâm không thực sự là một thứ gì cả. Nó là cái nhìn thấy và cảm nhận. Cái cảm nhận, tiếp thu và kinh nghiệm mọi ấn tượng tâm trí, đó gọi là tâm. Khi tôi nói với bạn, tâm bạn vẫn biết những gì tôi nói. Âm thanh đi vào lỗ tai bạn và bạn biết tôi vừa nói những gì. Cái vừa kinh nghiệm điều này được gọi là tâm. Tâm không có một tự ngã hay thực chất, nó không có hình dáng. Nó chỉ kinh nghiệm những động thái của tâm mà thôi. Nếu chúng ta dạy cái tâm này có chánh kiến, nó sẽ không có vấn đề gì cả. Nó sẽ an ổn.
tâm là tâm, đối tượng của tâm là đối tượng của tâm, đối tượng của tâm không phải là tâm, tâm không phải là những đối tượng đó. Để có thể hiểu rõ tâm và đối tượng của tâm, chúng ta nói rằng tâm là cái tiếp nhận những đối tượng hiện lên trong đó. Khi hai thứ này, tâm và đối tượng của tâm, tiếp cận nhau, chúng tạo nên những cảm xúc. Có cái dễ chịu, có cái khó chịu, có cái mát mẻ, có cái nóng bức, đủ thứ. Khi chúng ta không có trí huệ để đối phó với những cảm xúc này, tâm sẽ bị khuấy động. Thiền là phát triển tâm để nó trở thành cơ sở của sự phát sinh trí huệ. Ở đây, chúng ta lấy hơi thở làm đối tượng của tâm. Chúng ta gọi đó là sự chánh niệm về hơi thở. Chúng ta dùng hơi thở làm đối tượng thiền quán bởi vì nó là cách dễ nhất và vì nó đã từng được sử dụng trong thiền môn từ nghìn xưa. Khi ngồi thiền, chúng ta ngồi xếp bằng, chân phải đặt trên chân trái, bàn tay phải trên bàn tay trái, lưng thẳng đứng và tự nhủ: bây giờ ta sẽ buông xuống mọi gánh nặng và lo âu. Bạn không muốn bất cứ điều gì khiến cho bạn lo lắng. Hãy buông bỏ tất cả mọi lo âu vào lúc này. Sau đó, chú tâm vào hơi thở, rồi hít vào và thở ra. Đừng cố làm cho hơi thở dài thêm hay ngắn bớt. Đừng cố làm cho nó mạnh hay nhẹ hơn. Chỉ để tự nhiên. Sự chánh niệm khởi sinh từ tâm sẽ nhận biết hơi thở ra và hơi thở vào. Hãy bình thản, đừng nghĩ đến bất cứ điều gì. Điều duy nhất bạn phải làm là chú tâm vào hơi thở ra và hơi thở vào. Ngoài việc đó ra, bạn không phải làm điều gì khác. Chú tâm hoàn toàn vào hơi thở ra và hơi thở vào khi chúng xảy ra. Nhận biết phần đầu, phần giữa và phần cuối của mỗi hơi thở. Khi hít vào, phần đầu của hơi thở là chót mũi, phần giữa nơi trái tim và phần cuối nơi bụng. Khi thở ra thì ngược lại, phần đầu của hơi thở ở nơi bụng, phần giữa nơi trái tim, phần cuối nơi chót mũi. Tập trung sự chú ý vào ba điểm này sẽ giảm thiểu mọi lo âu. Đừng nghĩ đến bất cứ điều gì khác. Cột sự chú ý của bạn vào hơi thở. Có lẽ những ý tưởng khác sẽ đi vào đầu và làm bạn sao lãng. Không sao, cứ việc xoay sự chú ý trở lại với hơi thở. Đôi lúc tâm có thể phán đoán và khảo sát những cảm thọ của nó. Nhưng cứ tiếp tục tu tập, liên tục nhận biết phần đầu, phần giữa và phần cuối của mỗi hơi thở. Cuối cùng, tâm sẽ nhận biết hơi thở ở ba điểm này trong mọi thời khắc. Khi bạn tu tập như thế một thời gian, thân và tâm sẽ quen dần, sự mệt mỏi sẽ biến mất. Thân thể sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn và hơi thở sẽ ngày càng trở nên thanh nhẹ hơn. Sự tỉnh thức hay chánh niệm sẽ bảo vệ tâm và canh chừng nó. Chúng ta tu tập như thế này cho đến khi tâm bình an và tĩnh lặng, cho đến khi tâm hoàn toàn thâm nhập vào hơi thở, trở thành một với hơi thở. Tâm an định, không rối loạn. Nó biết đoạn đầu, đoạn giữa và đoạn cuối của mỗi hơi thở và tập trung vào đó. Rồi khi tâm đã bình an, chúng ta chỉ theo dõi hơi thở ra và hơi thở vào tại chót mũi thôi. Chúng ta không phải chạy theo nó xuống tới bụng và đi trở ngược lên nữa. Chỉ tập trung vào chót mũi, nơi hơi thở đi vào và đi ra. Đây gọi là an định tâm, tức là khiến cho tâm thanh thản và bình an. Khi sự tĩnh lặng phát sinh, tâm dừng lại. Nó dừng lại với đối tượng duy nhất của nó, hơi thở. Đây là phương pháp làm cho tâm an định để trí huệ có thể phát sinh. Đây là sự khởi đầu, là nền tảng tu hành của chúng ta. Bạn nên cố tu tập như thế mỗi ngày, ở bất cứ nơi nào. Dầu là ở nhà, trong xe hơi, nằm hay ngồi,
bạn nên tỉnh thức và quan sát tâm liên tục. Đây gọi là pháp điều phục tâm và nên được thực hành trong cả bốn oai nghi: đi, đứng, nằm, ngồi. Điều chúng ta cần nhận biết là trạng thái của tâm trong từng giây phút, và để làm thế, chúng ta phải luôn tỉnh thức và nhận biết chính mình. Tâm đang vui vẻ hay đau khổ vậy? Nó có rối loạn không? Nó có bình an không? Nhận biết tâm bằng cách này giúp cho tâm trở nên tĩnh lặng, và khi nó đã tĩnh lặng, trí huệ sẽ phát sinh. Với tâm tĩnh lặng, hãy khảo sát đối tượng thiền quán. Thân thể từ đỉnh đầu đến gót chân, rồi ngược trở lại đỉnh đầu. Cứ làm như thế mãi. Mang sự chú ý của bạn tới tóc, lông, móng tay, răng và da. Trong pháp thiền này, chúng ta sẽ nhận thấy rằng toàn bộ thân thể bao gồm bốn nguyên tố: đất, nước, gió và không khí. Những phần đặc vật cứng trong cơ thể hình thành nguyên tố đất, những phần lỏng và chảy nguyên tố nước. Các thứ gió đi xuống đi lên cơ thể tạo thành nguyên tố không khí, và hơi nóng trong cơ thể chúng ta tạo nên nguyên tố lửa. Tất cả gồm thâu lại tạo thành cái mà chúng ta gọi là con người. Tuy nhiên, khi thân thể tan rã thì chỉ còn lại bốn nguyên tố mà thôi. Đức Phật dạy rằng không có cái gọi là con người, không có người Thái Lan, không có người Tây Phương, không có ai cả, mà cuối cùng chỉ bốn nguyên tố này, chỉ bấy nhiêu thôi. Chúng ta cho rằng có một người hay một chúng sinh, nhưng trên thực tế thì không hề có những thứ đó. Dầu nói riêng như những nguyên tố đất, nước, gió, không khí, hay nói chung với cái danh xưng con người, tất cả những thứ này đều vô thường, khổ và vô ngã. Chúng không ổn định, không chắc chắn và luôn thay đổi, không ổn định đến được một phút. Thân thể chúng ta không ổn định và luôn thay đổi. Tóc thay đổi, móng tay thay đổi, răng thay đổi, da thay đổi, mọi thứ thay đổi một cách hoàn toàn. Tâm chúng ta cũng vậy, nó luôn thay đổi. Nó không có một tự ngã hay có thực chất. Nó không thật sự là chúng ta hay chúng nó, mặc dù nó có thể nghĩ như thế. Có lẽ nó sẽ nghĩ về việc tự sát, có lẽ nó sẽ nghĩ đến hạnh phúc hay đau khổ, đủ thứ cả. Nó không ổn định. Nếu chúng ta không có trí huệ và chúng ta tin tưởng vào cái tâm này của mình, nó sẽ lừa gạt chúng ta mãi, và chúng ta sẽ cứ khổ rồi vui, vui rồi khổ. Tâm là một thứ bất ổn, thân cũng bất ổn, đi chung với nhau, chúng mang tính chất vô thường, là nguyên nhân của khổ đau và không có tự ngã. Những thứ này Đức Phật nói không phải là chúng sinh, không có một tự ngã, không có linh hồn, không phải là chúng ta hay chúng nó. Chúng chỉ là những nguyên tố đất, nước, gió và không khí, chỉ là những nguyên tố mà thôi. Khi tâm nhìn thấy điều này, nó sẽ xả bỏ mọi dính mắc cho rằng tôi xinh đẹp, tôi tốt, tôi ác độc, tôi đau khổ, tôi có, tôi cái này, tôi cái kia. Bạn sẽ kinh nghiệm một trạng thái hợp nhất, bởi bạn nhận ra rằng tất cả mọi người trên căn bản đều như nhau. Không có cái ta, chỉ có những nguyên tố. Khi bạn quán chiếu và nhìn thấy sự vô thường, khổ và vô ngã, bạn không còn bám vào một tự ngã, một con người, một cái ta, anh ta hay cô ta nữa. Tâm đã thấy điều này sẽ trở nên bình thản. Nó nhìn thấy tất cả mọi thứ đều vô thường, bất toại nguyện và vô ngã. Và rồi tâm dừng lại. Tâm là chánh pháp. Tham, sân, si sẽ giảm thiểu dần cho đến khi chỉ còn lại tâm, chỉ cái tâm thanh tịnh mà thôi. Đây gọi là tu thiền. Món quà chánh pháp này tôi tặng cho bạn để bạn nghiền ngẫm và quán xét trong đời sống hàng ngày của mình.
nó sẽ cho bạn thấy con đường dẫn tới sự bình an nội tâm. Nó sẽ trả lại cho tâm sự tĩnh lặng. Thân thể của bạn có thể đang rối loạn, nhưng tâm của bạn sẽ không. Những người thế gian có thể rối rắm, nhưng bạn sẽ không, bởi vì tâm đã nhìn thấy. Tâm là chánh pháp, đây là chánh đạo, là pháp môn đúng đắn. Chương 12. Sự quân bình nội tâm. Điềm tĩnh, tự chủ, đây là giới hạnh. Tâm an trụ vững vàng là định. Hiểu biết rõ ràng những gì chúng ta đang làm là trí huệ. Tu hành chỉ là giới, định, huệ, hay nói cách khác là đạo. Không có con đường nào khác. Để an định tâm có nghĩa là tìm thấy sự quân bình nội tâm. Nếu bạn cố ép tâm quá nhiều, nó sẽ đi quá xa. Nếu bạn không cố gắng đủ, nó sẽ đánh mất điểm thăng bằng. Thường thì tâm không yên lặng, nó luôn chuyển động. Chúng ta phải củng cố nó, làm cho tâm vững vàng, không giống như việc làm cho thân thể khỏe mạnh. Để cho thân thể khỏe mạnh, chúng ta phải tập thể dục, phải thúc ép nó. Để cho tâm vững vàng, chúng ta phải làm cho nó bình an, không nghĩ ngợi lăng xăng. Đối với đa số chúng ta, tâm chưa bao giờ bình an, nó chưa bao giờ có định lực, cho nên chúng ta phải thiết lập ranh giới cho nó. Chúng ta ngồi thiền, trụ lại với người biết hay cái tâm thức nhận biết. Nếu chúng ta cố ép để hơi thở của mình dài thêm hay ngắn đi, chúng ta mất thăng bằng, tâm sẽ bất an. Cũng giống như khi chúng ta mới bắt đầu sử dụng bàn đạp của cái máy may. Trước khi học may, chúng ta phải tập dùng cái bàn đạp cho quen. Đi theo hơi thở cũng vậy. Chúng ta không lo âu là hơi thở của mình dài hay ngắn, mạnh hay yếu, mà chỉ nhận biết nó, chúng ta để cho nó tự nhiên. Khi hơi thở đã quân bình, chúng ta dùng hơi thở làm đối tượng thiền quán. Khi chúng ta hít vào, phần đầu của hơi thở là ở chóp mũi, phần giữa là ở ngực và phần cuối ở bụng. Khi chúng ta thở ra thì đi ngược lại, chỉ việc nhận biết hơi thở ở chóp mũi, ở ngực và ở bụng. Chúng ta chỉ nhận biết ba điểm này để giữ vững tâm, hạn chế bớt những hoạt động tâm trí để chánh niệm có thể phát sinh dễ dàng. Khi sự chú ý của chúng ta đã ổn định tại ba điểm này rồi, chúng ta tập trung tại một điểm duy nhất thôi. Tại chóp mũi hay môi trên, nơi không khí đi ra và đi vào, chúng ta không cần chạy theo hơi thở nữa, nhưng chỉ thiết lập chánh niệm tại chóp mũi, nhận biết hơi thở tại một điểm này thôi. Đi vào, đi ra, đi vào. Không cần phải suy tư về một điều gì đặc biệt. Chỉ việc tập trung vào công việc giản dị này trong hiện tại, đó là nhận biết sự hiện diện liên tục của tâm. Không bao lâu, tâm trở nên bình an, hơi thở trở nên chi tế, thân tâm trở nên nhẹ nhàng. Đây là kết quả của công phu hành thiền. Khi ngồi thiền, tâm trở nên thanh nhẹ. Nhưng bất cứ trạng thái của tâm là gì, chúng ta nên cố nhận biết nó. Những hoạt động tâm trí xảy ra cùng với sự tĩnh lặng. Vitaka hiện diện. Vitaka là sự kéo tâm lại với đối tượng quán tưởng. Nếu không đủ chánh niệm thì không có nhiều vitaka. Theo sau đó là vikara. Vikara là khi tâm bám chặt vào đối tượng quán tưởng. Những ấn tượng mờ nhạt có thể nảy sinh đây đó, nhưng điều quan trọng là bất cứ gì xảy ra, chúng ta liên tục nhận biết nó. Khi chúng ta vào sâu hơn, chúng ta luôn ý thức về trạng thái thiền định của mình, biết rõ tâm có an trụ vững vàng hay không. Do đó, cả hai, sự tập trung và sự nhận biết đều hiện diện. Có được tâm bình an và tĩnh lặng không có nghĩa là không có gì xảy ra cả. Các cảm thọ vẫn phát sinh. Chẳng hạn,
khi chúng ta nói về cảnh giới định sơ thiền, chúng ta nói rằng nó có năm yếu tố: cùng giới vitakka và vikara. Viti hỷ phát sinh với đối tượng của thiền quán, rồi đến sukha lạc. Bốn thứ này ở cùng với nhau trong cái tâm đã tĩnh lặng. Yếu tố thứ năm là ekagata hay sự nhất tâm. Bạn có thể bâng khuâng rằng làm sao có được sự nhất tâm cùng lúc với sự hiện diện của những yếu tố khác trong tâm. Đó là bởi vì chúng trở nên hợp nhất khi tâm đã an định. Cả năm yếu tố hợp lại một trạng thái gọi là thiền định. Chúng không phải là trạng thái bình thường của tâm. Chúng là những yếu tố của định. Cả năm tính chất này không thứ nào quấy nhiễu trạng thái an định căn bản. Vitakka hiện diện, nhưng nó không quấy nhiễu tâm. Vikara, hỷ và lạc phát sinh, nhưng chúng cũng không quấy động tâm. Tâm vì thế đồng nhất với những yếu tố này. Đây là cảnh giới định sơ thiền. Chúng ta cũng không cần phải gọi nó là jhana, định sơ thiền, định nhị thiền, vân vân. Chỉ việc gọi đó là tâm an định. Khi tâm an định dần, nó sẽ không cần đến vitakka và vikara, mà chỉ còn là sự khoái lạc và hạnh phúc. Tại sao tâm buông bỏ vitakka và vikara? Nó làm thế bởi vì khi tâm thanh tịnh dần, những hoạt động của vitakka và vikara trở nên quá thô tạp đối với nó. Ở giai đoạn này, khi tâm đã xa rìa vitakka và vikara, những cảm giác khoái lạc tột độ có thể nảy sinh, nước mắt có thể tuôn trào. Nhưng khi sự thiền định vào sâu hơn, ngay cả sự khoái lạc cũng bị thải bỏ, chỉ còn lại sự hạnh phúc và nhất tâm. Cho đến cuối cùng, ngay cả sự hạnh phúc cũng ra đi và tâm đạt đến trạng thái thanh tịnh tối thượng. Lúc đó chỉ còn lại sự tĩnh lặng và nhất tâm. Tất cả những thứ khác đều đã bị bỏ lại phía sau. Tâm đứng yên, bất động. Một khi tâm đã an định, điều này có thể xảy ra. Bạn không cần phải suy nghĩ nhiều về nó. Nó tự động xảy ra khi nhân duyên chín mùi. Đây gọi là định lực hay năng lực của định tâm. Trong trạng thái này, tâm không hôn trầm. Cả năm chướng ngại, tham, sân, sốc nổi, hôn trầm và nghi ngờ đều tan biến. Nhưng nếu định lực vẫn chưa đủ mạnh và chánh niệm còn yếu, những ấn tượng tâm trí sẽ đôi lúc xâm nhập. Tâm an định nhưng dường như vẫn có chút ít mây mù bên trong sự an định. Tuy nhiên, đó không phải là một trạng thái hôn trầm bình thường. Vài cảm thọ sẽ hiện lên trong tâm. Có lẽ chúng ta sẽ nghe một âm thanh nào đó, hay nhìn thấy một con chó hay cái gì đó. Nó không rõ ràng lắm, nhưng cũng không phải là nằm mơ. Đây là bởi vì năm yếu tố này mất thăng bằng và yếu ớt. Trong những trạng thái định này, tâm thường giở trò bịp bợm. Đôi lúc tâm ảnh xuất hiện xuyên qua các giác quan, và thiền giả có thể không biết chắc là điều gì đang xảy ra. Mình đang ngủ à? Không. Mình đang mơ sao? Không, nó đâu phải là một giấc mơ. Có những cảm thọ phát sinh, nhưng nếu tâm thật sự thấu suốt và tĩnh lặng, chúng ta không nghi ngờ những hình ảnh hay ấn tượng xuất hiện trong đầu. Những câu hỏi như mình có ngủ quên chăng? Mình lạc đi đâu vậy? Không nảy sinh, bởi chúng là bản chất của một cái tâm vẫn còn nghi ngờ. Mình ngủ hay thức vậy? Trong trường hợp này, tâm mờ mịt. Đây là tâm bị lạc hướng trong những cảm thọ của nó. Nó giống như mặt trăng lặn phía sau một đám mây, không như một mặt trăng trong sáng vừa xuất hiện từ phía sau đám mây. Khi tâm bình an và trụ trong chánh niệm vững vàng, chúng ta sẽ không còn nghi ngờ về những hiện tượng trong tâm. Tâm như vậy mới thật sự vượt lên trên mọi chướng ngại. Chúng ta biết rõ thực chất của mọi thứ xuất hiện trong tâm. Chúng ta không nghi ngờ bởi vì tâm đã thanh tịnh. Định tâm là như thế đấy. Có người thấy khó nhập định
bởi vì họ không có những khuynh hướng thích hợp. Có chút ít định lực nhưng không vững vàng. Những người như thế có thể đạt được sự bình an qua trí huệ, qua sự thiền quán và nhìn thấy chân lý của sự việc và hóa giải những vấn đề của họ bằng cách đó. Đây là sử dụng trí huệ thay vì thiền định. Để đạt được sự trầm tĩnh, bạn không cần phải ngồi thiền. Chỉ việc tự hỏi mình, nè cái gì đó, và giải quyết vấn đề của bạn ngay tại đó. Một người có trí huệ có thể làm như thế. Có lẽ họ không thể thật sự đạt đến những cảnh giới thiền định cao, nhưng họ đạt đủ để phát huy trí huệ. Nó giống như sự khác biệt giữa việc trồng lúa và trồng bắp vậy. Người ta có thể sống nhờ vào gạo nhiều hơn bắp. Sự tu hành của chúng ta có thể giống như vậy. Chúng ta nương tựa nhiều vào trí huệ để giải quyết vấn đề. Khi chúng ta nhìn thấy chân lý, sự bình an phát sinh. Con đường của trí huệ và thiền định không giống nhau. Có người khai ngộ và có trí huệ vững chắc, nhưng không có nhiều định lực. Khi họ ngồi thiền, họ không thấy bình an cho mấy. Họ thường nghĩ ngợi rất nhiều, suy ngẫm về điều này, điều nọ, cho đến một ngày nọ, họ quyết định quán xét sự hạnh phúc và đau khổ và nhìn thấy chân tướng của chúng. Dầu lúc đi, đứng, nằm hay ngồi, sự chứng ngộ đều có thể xảy ra. Họ đạt được sự bình an xuyên qua sự nhìn thấy, sự xả bỏ, qua sự hiểu biết chân lý và vượt lên trên mọi nghi hoặc, bởi vì họ đã tự mình nhìn thấy nó. Có người chỉ có chút ít trí huệ nhưng định lực của họ rất mạnh. Họ có thể nhập định nhanh chóng, nhưng vì không có nhiều trí huệ, họ không thể nhận ra những phiền não của mình. Họ không biết chúng, và vì thế họ không thể giải quyết vấn đề của mình. Nhưng bất kể là bằng phương pháp nào, chúng ta đều phải đoạn trừ lối suy nghĩ sai lầm, để chỉ còn lại chánh kiến mà thôi. Chúng ta phải dứt bỏ sự rối rắm, để chỉ còn lại sự bình an. Với phương pháp nào, chúng ta cũng sẽ tới cùng mục đích. Hai khía cạnh này trong sự tu hành, sự bình an và hiểu biết đi đôi với nhau. Chúng ta không thể bỏ một trong hai thứ đó. Cái xem xét những yếu tố khác nhau phát sinh trong thiền định là sự chánh niệm. Chánh niệm là một điều kiện mà xuyên qua sự tu hành có thể giúp những yếu tố khác nảy sinh. Chánh niệm là sự sống. Mỗi khi chúng ta không có chánh niệm, khi chúng ta buông lung, chúng ta sống mà như chết. Nếu chúng ta không có chánh niệm, lời nói và hành động của chúng ta không có ý nghĩa. Chánh niệm là nguyên nhân phát sinh sự nhận biết chính mình và trí huệ. Bất cứ phẩm hạnh nào mà chúng ta trau dồi cũng đều bất toàn nếu chúng ta thiếu chánh niệm. Chánh niệm là cách xem xét chúng ta khi chúng ta đi, đứng, nằm, ngồi. Chánh niệm nên hiện diện xuyên suốt, ngay cả khi chúng ta đã xuất định. Bất kể chúng ta làm gì, chúng ta chịu trách nhiệm. Cảm giác xấu hổ phát sinh, chúng ta sẽ cảm thấy xấu hổ về những việc làm không đúng của mình. Chúng ta càng thấy xấu hổ, chúng ta càng trầm tĩnh. Khi sự trầm tĩnh gia tăng, sự phóng dật sẽ biến mất. Ngay cả khi chúng ta không ngồi thiền, những yếu tố này cũng hiện diện trong tâm. Và điều này phát sinh là do chúng ta trưởng dưỡng chánh niệm. Hãy phát triển chánh niệm. Nó có giá trị thật. Đây là phẩm chất canh chừng, xem xét những việc làm của chúng ta trong hiện tại. Nếu chúng ta nhận biết chính mình như thế này, điều thiện sẽ tự tách rời khỏi điều ác. Đạo sẽ sáng tỏ và nguồn gốc của tất cả sự xấu hổ sẽ tan biến. Trí huệ sẽ phát sinh. Nói tóm lại, sự tu hành bao gồm giới, định, huệ, điềm tĩnh, tự chủ, đây là giới hạnh. Tâm an trụ vững vàng là định. Hiểu biết hoàn toàn những gì chúng ta đang làm là trí huệ. Tu hành chỉ là giới, định, huệ, hay nói cách khác là đạo, không có con đường nào khác.